Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý bạn đồng nghiệp, như chúng ta đã biết thì tăng huyết áp là một cái vấn đề rất là thường gặp và nó cũng rất là kinh điển hiện nay. Tuy nhiên, tuy nó kinh điển như vậy nhưng không phải là không có vấn đề gì để nói, mà ngược lại còn rất nhiều vấn đề để nói về tăng huyết áp. Và ngày hôm nay thì tôi xin được nói một cái vấn đề mà hiện nay cũng một cái xu hướng đang đề cập đến rất nhiều hiện nay, đó chính là đó chính là phối hợp thuốc sớm cho bệnh nhân tăng huyết áp. Đây là một bệnh nhân nam 66 tuổi. Bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp 3 năm nay và điều trị thuốc thường xuyên bằng Anadat LA 20mg một ngày. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường tiếp 2 và đang điều trị bằng Glucophage 500mg 2 viên một ngày. Bệnh nhân không bị rối loạn lipid máu và không hút thuốc lá, thuốc lào. Bệnh nhân đi khám thì cảm thấy mệt mỏi và huyết áp thì không kiểm soát được. Thì khi đến khám thì bệnh nhân tỉnh, thể trạng trung bình, thì số BMI là 23kg trên mét vuông. Bệnh nhân không bị đau ngực, không có khó thở, nhịp tim đều, nhanh, tần số là 95 chu kỳ trên phút, phổi không ran, huyết áp là 160 trên 95mm thủy ngân. Trên hình ảnh điện tâm đồ của bệnh nhân thì đây là hình ảnh nhịp xoang đều, tần số 97 chu kỳ trên phút, không có biến đổi STT và có hình ảnh cái rối loạn dẫn truyền ở trong thất mức độ nhẹ thôi. Về xét nghiệm cận lâm sàng thì trên xét nghiệm máu thì có creatinine là 72 mmol trên lít và tính ra mức lọc của thận là 63 ml phút. Các xét nghiệm về vi lăng mỡ máu thì có cái LDL là 2.3, còn các thông số khác là bình thường, điện giải đồ bình thường, albumin niệu là âm tính, HbA1c là 7.4%. Trên hình ảnh siêu âm tim thì thành thất trái không dày, chức năng thất trái vẫn còn tốt, bùng thất trái không giãn, EF là 67%. Bệnh nhân có suy chức năng thất trái độ 1 và thất phải thì có bóp tốt. Về siêu âm động mạch ngoại biên thì động mạch cảnh, bệnh nhân có hẹp nhẹ gốc động mạch cảnh trong phải do mảng sơ vữa hỗn hợp âm, và cái mức độ hẹp thì nhỏ hơn, cũng chưa có ý nghĩa nhiều, là hẹp nhỏ hơn 50% đường kính long mạch. Như vậy với cái bệnh nhân, khi chúng ta tiếp cận một bệnh nhân chẩn đoán như này, chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ chẩn đoán cho bệnh nhân, và bệnh nhân đã được chẩn đoán là tăng huyết áp đái tháo đường tiếp 2 và hẹp nhẹ động mạch cảnh trong phải. Như vậy khi chúng ta bắt đầu tiếp cận với một bệnh nhân thì chúng ta sẽ sau khi chúng ta đã có những cái chẩn đoán ban đầu, chúng ta sẽ phải phân tầng nguy cơ về tim mạch cho bệnh nhân. Thì với bệnh nhân này chúng ta thấy bệnh nhân có yếu tố nguy cơ là tăng huyết áp, có tiểu đường tiếp 2. Tuy nhiên về những cái tổn thương ở cơ quan đích của bệnh nhân thì đã có cái bệnh lý mạch máu do sơ vữa nhưng ở mức độ không có triệu chứng, đồng thời là ở trên tim mạch thì cũng có suy tâm trương độ 1 nhưng cũng không có triệu chứng. Như vậy bệnh nhân được xếp vào ở dạng nguy cơ tim mạch là nguy cơ cao. Và như vậy với những cái đối tượng này thì việc kiểm soát huyết áp mà hiện nay là chúng ta cũng phải kiểm soát rất là chặt chẽ, và cái đối tượng huyết áp đích cho bệnh nhân đó là 130 trên 80 mm thủy ngân. Ôi chết. Sau khi chúng ta đã xác định được cái huyết áp đích cho bệnh nhân rồi, chúng ta sẽ tính đến chuyện điều trị thuốc cho bệnh nhân như thế nào để đạt được con số huyết áp đích đó. Thì với cái chuyện phối hợp hợp thuốc với chuyện điều trị thuốc, chúng ta sẽ phải quay trở lại với những cái khuyến cáo hiện nay. Thì cho thấy rằng từ những năm 2007 cho đến thời điểm hiện nay thì việc điều trị thuốc đã có những cái thay đổi nhất định, và hiện nay thì việc thay đổi đã càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Việc khuyến cáo sử dụng thuốc sớm ngay từ ban đầu đã được đề cập đến là từ năm 2007, cho rằng là việc phối hợp thuốc là cần thiết. Nhưng khi đó chúng ta sẽ là add on, tức là thêm thuốc vào khi bệnh nhân chưa đạt được mục tiêu. Nhưng đến thời điểm đến năm 2013 thì cái việc sử dụng thuốc phối hợp sớm ngay từ ban đầu đã được đề cập đến bởi vì những cái lợi ích đem lại của việc phối hợp thuốc sớm. Và đến năm ASC 2018 thì cái hướng dẫn của việc phối hợp thuốc sớm đã rất là rõ ràng, và người ta thấy rằng là ngay việc bệnh nhân khi đến với chúng ta thì để đạt được huyết áp điều trị được hết mục tiêu tốt thì chúng ta sẽ nên phối hợp thuốc sớm ngay từ đầu tiên, chứ không phải là bắt đầu bằng phương pháp và bằng một thuốc như là kinh điển nữa. Và nếu như bệnh nhân không đạt được mục tiêu chúng ta mới thêm thuốc thứ hai, thì cái việc đó là không đem lại lợi ích cho bệnh nhân. Tại sao là như vậy? Thì chúng ta sẽ có những cái bằng chứng khoa học để chứng minh được rằng là việc chúng ta
sử dụng phiên phối hợp thuốc ngay từ ban đầu sẽ đem lại những lợi ích không chỉ về mặt giảm huyết áp mà còn giảm những cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Và khi mà chúng ta phối hợp thuốc ngay từ ban đầu sớm như vậy mà chúng ta vẫn chưa đạt được huyết áp mục tiêu thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn 2, tức là cái bước thứ hai, chúng ta chuyển từ một cái phiên phối hợp thuốc đôi, chúng ta chuyển sang phối hợp thuốc 3. Và ở đây họ trên khuyến cáo họ ghi rất rõ là chúng ta họ ưu tiên cái việc dùng viên phối hợp liều cố định. Thế thì tại sao lại có cái khuyến cáo này đưa ra? Bởi vì hiện nay cho đến thời điểm này thì có rất nhiều những bằng chứng, có những nhiều nghiên cứu RCT chứng minh được rằng lợi ích của việc phối hợp thuốc sớm đó là tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị, hạ huyết áp sớm, và ngoài ra còn không chỉ hạ huyết áp sớm mà còn giảm cái con số huyết áp một cách hiệu quả. Bởi vì có những cái nghiên cứu, đây là một cái meta-analysis trên 10, tổng hợp 10 cái nghiên cứu thì cho thấy rằng là khi chúng ta dùng cái viên phối hợp thuốc sớm thì so với việc chúng ta sử dụng đơn trị từ ban đầu và sau đó khi chúng ta chưa đạt mục tiêu chúng ta mới thêm thuốc vào, thì cái việc phối hợp thuốc sớm ngay từ ban đầu sẽ giúp cho bệnh nhân tăng tuân thủ điều trị hơn. Và ngoài ra cái thời điểm mà xuất hiện cái hạ huyết áp sẽ sớm hơn rất nhiều so với việc chúng ta là dùng đơn trị và sau đó thêm thuốc. Và cái việc mà chúng ta sử dụng phối hợp thuốc sớm cũng làm cái việc hạ huyết áp nó sẽ sớm hơn cả tâm thu và tâm trương so với việc chúng ta dùng đơn trị và phối hợp thêm. Như vậy đấy là về mặt hiệu quả giảm con số huyết áp. Thế về giảm những cái biến cố về tim mạch, giảm đột quỵ hay không, thì cái liệu thì những cái việc phối hợp thuốc sớm có mang lại những hiệu quả đó hay không, thì hiện nay cũng đã rất nhiều những cái nghiên cứu chứng minh được rằng là khi chúng ta phối hợp thuốc sớm chúng ta sẽ làm giảm các biến cố tim mạch hơn so với khởi trị bằng một thuốc. Chúng ta vẫn đạt được huyết áp mục tiêu nếu chúng ta khởi trị một thuốc xong đó thêm vào, nhưng khi chúng ta làm như vậy thì cái thời gian chờ đợi rồi hiệu quả tuân thủ điều trị vân vân, rất nhiều những yếu tố khác cộng với cả tác động hiệp đồng của cái chuyện là chúng ta phối hợp thuốc trong một viên liều cố định thì sẽ làm cho cái hiệu quả điều trị tốt hơn và sẽ giảm được các biến cố tim mạch hơn. Chính vì vậy mà trong những cái nghiên cứu này thì cho thấy rằng khi chúng ta phối hợp thuốc sớm thì giảm các tỷ lệ tiền biến cố nhồi máu cơ tim, giảm cái tỷ lệ tái nhập viện do suy tim, giảm tỷ lệ chết chung như vậy. Và không chỉ là, và chính vì vậy cái việc phối hợp thuốc sớm đã là một cái yếu tố mà chúng ta phải ưu tiên cho bệnh nhân ngay khi chúng ta tiếp cận với các bệnh nhân có chẩn đoán tăng huyết áp. Và không chỉ là, và đây là cũng là một cái nghiên cứu trên hơn 3.000 bệnh nhân, thì chúng ta cũng so sánh giữa việc chúng ta sử dụng thuốc sớm với cả chúng ta thêm thuốc, khởi trị bằng một thuốc và thêm thuốc khi không đạt hiệu quả, khi không đạt huyết áp mục tiêu. Thì khi mà chúng ta phối hợp thuốc sớm cũng làm giảm các biến cố tim mạch, giảm cái tỷ lệ xuất hiện tiểu đường, rồi giảm cái tỷ lệ các biến chứng trên thận so với chúng ta sử dụng là cái thuốc như là kinh điển, tức là chúng ta dùng đơn trị và thêm liều và thêm thuốc khi mà chúng ta chưa đạt mục tiêu. Tương tự như vậy, đây cũng là một nghiên cứu rất lớn, là nghiên cứu Advanced CCB, thì cho thấy rằng khi chúng ta dùng phối hợp thuốc sớm thì chúng ta cũng giảm được các biến cố tỷ lệ tử vong chung và tỷ lệ tử vong do tim mạch. Như vậy thì từ những cái nhiều, đây là một trong số những cái nghiên cứu tiêu biểu. Ngoài ra thì có rất nhiều nghiên cứu khác thì đã cho thấy rằng việc chúng ta phối hợp thuốc sớm ngay từ ban đầu khi chúng ta tiếp cận với bệnh nhân, mà người ta khuyến cáo rằng với bệnh nhân kể cả tăng huyết áp độ 1, nhưng nếu con số huyết áp từ 150/90 trở lên mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ vừa thì chúng ta trở lên thì chúng ta có thể phối hợp thuốc sớm ngay từ ban đầu. Như vậy thì để chúng ta xác định được cái đối tượng của chúng ta khi mà chúng ta xử lý. Như vậy thì với cái bệnh nhân, chúng ta quay ngược trở lại với bệnh nhân của chúng ta ban đầu là bệnh nhân có cái tình trạng tăng huyết áp độ 2 và có nguy cơ vừa, thì lúc đó bệnh nhân có tiểu đường, thì như vậy chúng ta sẽ lựa chọn cái thuốc nào, là chúng ta sẽ dùng thuốc phối hợp nhưng lựa chọn thuốc nào. Chúng thấy rằng là hiện nay thì có rất nhiều cái nghiên cứu chứng minh rằng là trên cái bệnh nhân có tỷ lệ tiểu đường tiếp 2 mà có kèm tăng huyết áp thì những cái thuốc mà ở cái nhóm ức chế hệ renin-angiotensin là có hiệu quả một cách rõ ràng, bởi vì chúng giảm được các biến cố về tỷ lệ tử vong tim mạch. Thì đây là một cái phân meta-analysis trên rất là nhiều các nghiên cứu và chứng minh được rằng là khi mà chúng ta sử dụng các thuốc mà ức chế hệ renin-angiotensin thì sẽ làm giảm các biến cố tim mạch cho bệnh nhân.
Và chính vì thế mà khi chúng ta quay trở lại với cái ca lâm sàng ban đầu thì bệnh nhân đã được đánh giá, được phân tầng nguy cơ về tim mạch, đó là nguy cơ mức độ cao, và chúng ta xác định huyết áp mục tiêu là huyết áp 130/80. Thì khi bệnh nhân đang dùng một cái thuốc phối hợp là thuốc Andalap thì bệnh nhân đã có cái cảm giác mệt, và nhịp tim bệnh nhân khi vào viện là nhanh, là tầm lúc đó là 97 chu kỳ trên phút, và đó bệnh nhân mệt. Thế chính vì vậy chúng tôi đã kết hợp chuyển sang một cái thuốc phối hợp ức chế hệ rituxin, ức chế men chuyển kết hợp với một cái amlodipine, và sau đó thì bệnh nhân này có cái tiểu đường type 2, và bệnh nhân cũng đã được theo cái khuyến cáo hiện nay thì với những cái nhóm bệnh nhân mà bệnh lý mạch máu do xơ vữa, tất nhiên là bệnh nhân này chưa có những cái biểu hiện bệnh tim mạch như là có tổn thương có ý nghĩa về mạch máu, nhưng mà với các thuốc ức chế GLT2 ở giai đoạn thì bệnh nhân đã được đưa vào khuyến cáo là dùng first choice. Do vậy chúng tôi đã chuyển sang dùng một cái ức chế GLT2, và bệnh nhân này có cái LDL là 2.3, tức là với bệnh nhân có nguy cơ cao thì cái mức độ LDL nên kiểm soát nó tầm dưới 1.8. Như vậy bệnh nhân này sẽ được dùng thêm một cái statin để làm giảm cái nguy cơ về tim mạch cho bệnh nhân. Và đó sau một tháng thì khi chúng tôi kiểm tra lại thì huyết áp bệnh nhân vẫn là 130/85, tức là huyết áp tối thiểu thì hơi cao hơn một chút, nhưng và sau đó chúng tôi đã vẫn tiếp tục là khuyên bệnh nhân nên tiếp tục dùng thuốc, và sau đó thì tập thể dục và ăn giảm mặn, duy trì chế độ. Đồng thời cái LDL bệnh nhân thì đã đạt được mục tiêu, HbA1c bệnh nhân thì vẫn là 7.1, và tôi tăng liều cái empagliflozin, và sau 2 tháng thì bệnh nhân đã có được con số huyết áp khá là lý tưởng với cái mức độ LDL mục tiêu là 1.8 và HbA1c là 6.6. Thì mức độ HbA1c thì cũng chưa phải là tốt, nhưng mà với cái thời điểm hiện tại chúng tôi tiếp tục khuyên dùng, bởi vì bệnh nhân này mới ra viện được 2 tháng, do vậy chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi và hẹn khuyên bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc và sẽ thay đổi lối sống và tập thể dục và sẽ kiểm tra lại sau 1 tháng. Như vậy với cái ca lâm sàng điều trị này có thể rút ra được những điều gì? Thứ nhất là với các bệnh nhân thì có cái huyết áp mục tiêu, chúng ta phải phân loại nguy cơ cho bệnh nhân và xác định được huyết áp mục tiêu cho bệnh nhân, thì phần lớn là huyết áp 100 nhỏ hơn 130/80. Cái thứ hai là bệnh nhân phối hợp thuốc sớm thì sẽ làm tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị, hạ huyết áp sớm và tăng hiệu quả hạ áp cho bệnh nhân. Phối hợp thuốc sớm còn sẽ làm giảm các biến cố tim mạch, giảm tỷ lệ tử vong tim mạch và giảm tỷ lệ tử vong chung. Thế như vậy thì cái ca lâm sàng này cũng là một ca lâm sàng mà rất là hay. Bởi vì sao? Bởi vì là đó là một ca lâm sàng khá là thông thường. Khi chúng ta gặp tiếp cận với bệnh nhân ngay từ ban đầu thì chúng ta sẽ có cái hướng, chúng ta phải xác định được mục tiêu, huyết áp điều trị cho bệnh nhân, phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân, và chúng ta sẽ lựa chọn thuốc sớm. Và cái chuyện lựa chọn phối hợp thuốc sớm là một cái yếu tố quan trọng để giảm các biến cố cho bệnh nhân. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn bài báo cáo rất là hay của thạc sĩ Nguyễn Phương Anh đến từ Viện Tim Mạch Việt Nam. Đây là một cái phiên báo cáo tiếp theo của phiên talk show, và ngồi cạnh tôi đây là có giáo sư Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam, và bác sĩ Văn Đức Hạnh đến từ khoa C1 của Viện Tim Mạch. Thì đây là một cái ca lâm sàng thì giống như thạc sĩ Phương Anh cũng đã chia sẻ, là một ca cũng rất là thường gặp ở trên lâm sàng của chúng ta. Một bệnh nhân vào viện với cả bệnh lý tăng huyết áp kèm theo tiểu đường, và huyết áp lúc ban đầu là chưa khống chế được, tầm 160/120, đúng không ạ? Trên 95. Vậy rõ ràng là trên một bệnh nhân mà có mức huyết áp như vậy, nhưng mà tuy nhiên cái cách tiếp cận của tăng huyết áp năm 2018 và 2019 thì nó có điểm khác hẳn, là chúng ta có thể phối hợp thuốc sớm ngay từ ban đầu. Và trong cái tình huống này thì bác sĩ Phương Anh cũng đã phối hợp ngay một viên trên lâm sàng, chắc là viên Coveram 5 năm đúng không ạ? Và khởi trị ngay với cả viên đấy để đạt được huyết áp mục tiêu. Thế thì xin hỏi bác sĩ Phương Anh là chúng ta có nên phối hợp cái liều cao ngay từ ban đầu như vậy không, hay là bây giờ chúng ta có thể có một cái viên trên lâm sàng chúng ta hay gặp là viên Viacoram chẳng hạn. Vâng, thì có nên phối hợp là khởi trị, vì cái tâm lý ấy ngại ban đầu là nếu như mà bệnh nhân mà chưa khởi trị mà chúng ta khởi trị ngay với liều cao như vậy thì có sợ bệnh nhân bị tụt áp hay không? Thì hiện nay cũng đã có nhiều các nghiên cứu để chứng minh được rằng là tức là với các bệnh nhân thì với mức huyết áp mà tăng, tuy là tăng huyết áp độ 1 nhưng huyết áp từ 150 trở lên thì huyết áp tối đa trên 150 thì kèm theo cái yếu tố nguy cơ tim mạch ở mức độ vừa, thì chúng ta cũng có thể
sử dụng các thuốc phối hợp sớm ngay từ ban đầu, và việc sử dụng cái liều của cái Coveram, liều của cái một cái ức chế men chuyển 5mg Perindoprim kết hợp với Amlodipine 5mg thì cái mức độ hạ huyết áp mục tiêu nó không phải là quá nhiều để có thể gây ra tụt huyết áp trên cái nhóm bệnh nhân đối tượng như vậy. Thì cũng có những cái nghiên cứu như là Advanced CCB hoặc là nghiên cứu Progress, tầm trên đấy Progress là một nghiên cứu trên cái nhóm bệnh nhân có dùng Perindoprim kết hợp với Indapamide, thì là cũng có nhiều nghiên cứu để đánh giá được rằng là cái việc kết hợp như vậy thì nó cũng có giảm được cái hiệu quả, và nó không tuy là bệnh nhân như cái nghiên cứu của cái phối hợp 3 thì thấy rằng là khi bệnh nhân huyết áp càng cao thì cái việc chúng ta giảm được huyết áp khi phối hợp thuốc thì càng lớn. Tuy nhiên nó cái tác dụng phụ gây tụt huyết áp thì lại ít, bởi vì là nó có cái cơ chế hiệp đồng tác dụng. Tuy nhiên là nó lại các cơ chế đó nó tác động qua lại với nhau, chứ nó cũng không gây ra một cái tình trạng hạ huyết áp khi mà chúng quá mức khi chúng ta dùng thuốc. Thì cái này xin ý kiến của giáo sư Minh, bởi vì thầy rất là nhiều kinh nghiệm trong một cái vấn đề này, thì thầy sẽ chia sẻ hơn những cái ý kiến của thầy. Như vậy hôm nay chúng ta nghe một báo cáo một cái trường hợp phối hợp thuốc ở một bệnh nhân đông mắc của tăng áp, như vậy là vừa tăng áp và đã đái tháo đường. Thì chúng ta có nên phối hợp hay không? Thì cái điều đầu tiên để phối hợp thuốc là chúng ta phải xem bệnh nhân đó thuộc loại nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao hay rất cao. Điều đầu tiên phải xác định. Nếu bệnh nhân đó thuộc loại nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, thì như vậy vấn đề phối hợp thuốc là bắt buộc. Và chúng ta có thể phối hợp thuốc hai loại, rồi sau đó chúng ta có thể hợp thuốc ba loại. Riêng đối với những trường hợp bệnh nhân là tăng áp độ 1 mà nguy cơ thấp, thì hoặc là những người già lớn tuổi và sức yếu, thì chúng ta không nên phối hợp thuốc, mà chúng ta chỉ nên dùng đơn trị liệu mà thôi. Thì trong trường hợp cái bệnh nhân này là cô Phương Anh đã phối hợp dùng phối hợp thuốc ở một bệnh nhân có nguy cơ cao. Tại vì sao bệnh nhân này nguy cơ cao? Là vì bệnh nhân này vừa tăng áp, vừa kết hợp vừa đái tháo đường và có tổn thương cơ quan đít, do đó nên vấn đề phối hợp thuốc là bắt buộc. Vấn đề thứ hai chúng ta nên phối hợp như thế nào, đó là một vấn đề, và chúng ta đưa cái mức cái chỉ số huyết áp á, thì là cái lít huyết áp xuống bao nhiêu là thích hợp. Thì như vậy phối hợp thuốc có hai mức. Mức đầu tiên là chúng ta sử dụng hai loại, và sau đó khi bệnh nhân không đáp ứng thì chúng ta sử dụng ba loại. Có nhiều tác giả hoặc là có nhiều nghiên cứu hiện nay như tiến sĩ Phương Anh vừa nêu, là chúng ta có thể phối hợp ngay từ đầu cùng một lúc ba loại. Và đương nhiên cái nhóm thích hợp nhất ở trong bệnh nhân đái tháo đường là chúng ta dùng công thức là ACD. Tại sao ACD mà chúng ta dùng ABC hoặc là ABCD? Tại vì trong cái ACE chúng ta biết là cái nhóm ức chế cái hệ renin angiotensin. Cái thứ hai là chúng ta dùng C, đó là cái nhóm chèn canxi. Và thứ ba là chúng ta kết hợp một loại lợi tiểu. Và lợi tiểu thì chúng ta nên chọn cái nhóm lợi tiểu mà tương tự với Chiazid. Ở đây chúng ta dùng Endapamide, như vậy là phù hợp. Riêng đối với chèn beta thì thực sự chèn beta hiện nay có nhiều khuyến cáo, đặc biệt là của Hoa Kỳ cũng như là của Anh Quốc, và gần đây nhất là của NICE 2019, thì hầu như họ không dùng chèn beta ở bệnh nhân mà chỉ ra điều trị tăng áp kết hợp thêm với đái tháo đường, vì cái nguy cơ rối loạn chuyển hóa ở trên bệnh nhân rất cao. Vì vậy ở trên bệnh nhân này chúng ta kết hợp công thức ACD, theo chúng tôi nghĩ như vậy là phù hợp. Cái vấn đề tiếp thứ hai ở trên bệnh nhân này là chúng ta đưa xuống mức bao nhiêu. Ở trên cái ca lâm sàng mà chúng ta vừa thấy là chúng ta dùng ở mức là một dưới 130/80, như vậy cái đích này là khá tích cực đấy. Hoặc là nói một cách là chúng ta là hạ xuống cái mức tương đương kiểu như khuyến cáo của ACC và ASA, tức là của Hoa Kỳ. Nhưng ngay ở trong nội bộ của nước Mỹ, tức là ADA của đái tháo đường, thì đối với đái tháo đường họ vẫn ở giữ cái mức là 140/90. Do đó thì cái điều quan trọng nhất mà Hội Tim Mạch Việt Nam và Phân Hội Tăng Áp Việt Nam đó là gì? Chúng ta có thể nhìn chung là chúng ta đưa xuống 140/90, nhưng những trường hợp bệnh nhân dung nạp được, những bệnh nhân trẻ tuổi và chúng ta đưa xuống được 130/80 thì vẫn chấp nhận được. Thế nào là chúng ta gọi là dung nạp được khi bệnh nhân đó có thể sử dụng mà không có những cái tác dụng phụ như là váng đầu đó, rồi huyết áp thấp tụt và thậm chí ngất. Nếu bệnh nhân có những triệu chứng đó thì bắt buộc chúng ta phải trở lại cái mức ban đầu là 140/90, và chúng ta phải giảm liều, không được hạ.
Thì vấn đề tiếp thứ ba nữa thì như hồi nãy là thạc sĩ Đạt còn nếu đấy, thì ở trên bệnh nhân này chúng ta dùng như vậy thì có cái nguy cơ tác dụng phụ gì không? Thường thường khi người ta kết hợp ba loại thì mỗi loại như vậy người ta đã giảm bớt liều rồi. Ví dụ là lợi tiểu, nếu chúng ta kết hợp ba loại thì cái lợi tiểu thông thường chúng ta dùng nhóm hydrochlorothiazide thì trước đây chúng ta nhớ là khoảng 50 năm trước đây chúng ta dùng liều rất cao, 25 là 50 mg, thậm chí có nhiều người dùng 3 viên một ngày. Nhưng xu hướng bây giờ người ta dùng liều rất thấp, khi nhất là khi kết hợp dùng chỉ liều 12,5 mg mà thôi. Cùng lắm thì chúng ta dùng 2 viên tức là 25 mg. Vì vậy khi chúng ta kết hợp càng nhiều thành phần với nhau thì cái liều lượng của các cái tổ thành phần chất như vậy á, là chúng ta đã giảm đi, và điều này giúp giảm đi các cái tác dụng phụ không mong muốn khi chúng ta dùng một cái loại thuốc mà liều tăng quá mức. Thì như vậy chúng tôi xin bổ sung thêm để cái bài báo cáo của cô Phương Anh đầy đủ và rõ hơn như vậy. Chắc là đang có nhiều bạn độc giả đang xem trên livestream, thì chúng tôi xin muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, trong cái slide của bác sĩ Phương Anh cũng đã đề cập là đích điều trị dưới 130/80, và chúng ta biết rằng là chúng ta phải phân biệt hai cái là ngưỡng tăng huyết áp cần điều trị và thứ hai là đích điều trị tăng huyết áp với cả bệnh nhân tiểu đường như thế nào. Thì với cả bệnh nhân tiểu đường thì ngưỡng huyết áp cần điều trị ở bệnh nhân này là khi huyết áp bệnh nhân trên 140/90 mét thủy ngân. Thế còn về việc đích điều trị thì trong khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam cũng đã nói rất rõ với cả bệnh nhân tiểu đường thì đích với cả huyết áp tâm trương là dưới 130 và nếu dung nạp tốt thì không nên dưới quá 120. Còn nếu mà bệnh nhân mà trên 65 tuổi thì là ranh giới là từ 130 đến dưới 140. Còn đích huyết áp tâm trương là dưới 80 nhưng không nên quá dưới 70. Vậy một số cái điều như vậy thì một số các bạn đồng nghiệp cũng đang xem livestream của chúng ta làm rõ hai cái này là ngưỡng huyết áp cần điều trị và đích điều trị tăng huyết áp là hai con số khác nhau. Như thạc sĩ Đạt đã nêu cái mới nhất của khuyến cáo của ESC 2019 và của tăng áp Việt Nam cũng vậy, Hội Tim Mạch Việt Nam là chúng ta điều trị nhưng mà có một cái giới hạn, có giới hạn trong cái điều trị tăng áp, có ba cái định danh mà chúng ta cần lưu ý. Định danh thứ nhất là cái ngưỡng, tiếng Anh gọi là threshold, là cái ngưỡng. Cái ngưỡng là bao nhiêu chúng ta bắt đầu điều trị. Ví dụ như ở bệnh nhân đái tháo đường tăng áp là 140/90. Cái thứ hai là cái đích, cái target, tức là cái mong muốn chúng ta sẽ hạ xuống bao nhiêu là chúng ta thấy là có hiệu quả. Và một cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là range, tức là cái giới hạn đưa xuống bao nhiêu là không nên đưa xuống nữa. Ví dụ như ở bệnh nhân này chúng ta đưa xuống là dưới 120 đến 130, ví dụ trên bệnh nhân này là 130/80, nhưng không được dưới 120. Và tối thiểu cũng vậy là 80 nhưng không được xuống dưới 70. Vì có những người là dưới 80 thì 50-60 vẫn được, sao không phải. Như vậy chúng ta ngang cái mức là ở mức là bệnh nhân này là 70 và 80. Và thứ hai nữa tâm thu là 120/130, thì như vậy có cái giới hạn. Tại vì sao? Vì nếu chúng ta vượt quá đích cái giới hạn này á, thì như vậy cái tác dụng phụ thiếu máu cục bộ các cái cơ quan tối thường quan trọng á, nó sẽ bị ảnh hưởng theo cái hiệu ứng của đường công suy hoặc là hiệu ứng u, tức là anh càng sử dụng hạ càng thấp thì như vậy cái nguy cơ tai biến nó do thiếu máu cục bộ nó sẽ tăng, nhất là ở não và mạch vành tim. Chúng tôi xin bổ sung thêm như vậy. Vâng, xin cảm ơn thầy, cảm ơn bác sĩ Phương Anh. Sau đây thì chúng tôi xin phép giới thiệu thạc sĩ Văn Hạnh đến từ Viện Tim Mạch Việt Nam, giới thiệu một ca lâm sàng phối hợp thuốc với statin để kiểm soát LDL.